mua son xịn chưa đủ phải có cả vỏ đựng son hàng hiệu mới trọn vẹn bạn đã có son xịn rồi mà chưa có vỏ đựng son lipstick cây thì thiếu sót lắm đấy nhé các thương hiệu thời trang lớn đã có một cuộc xâm lấn vô cùng thú vị vào địa phận mỹ phẩm sản phẩm làm đẹp trong thời gian qua lần lượt các thương hiệu thời trang như gucci hay mới đây là fms đã cho ra mắt những dòng mỹ phẩm đẹp lung linh làm nức lòng các tín đồ thời trang và chinh phục được cả những tín đồ làm đẹp các sản phẩm không chỉ trau chuốt trong bao bì hay thiết kế tỉ mỉ tới, từng chi tiết nhỏ nhất, mà chất lượng sản phẩm cũng làm hài lòng những người sử dụng. Hoàn toàn xứng đáng với giá thành không hề mềm chút nào. Cũng nhân dịp này, các thương hiệu cũng tung ra những sản phẩm phụ kiện, để đi cùng với những thỏi son đắt giá của mình. Điển hình như Gucci, ngay sau khi ra mắt hơn 50, màu son hồi năm ngoái, đến sâu xuân hè 2020, tại Ý cũng thừa thắng sông lên tung ra những món phụ kiện để đựng son vô cùng cá tính và ấn tượng mới đây. Thương hiệu SMS cũng chạm ngõ lãnh địa mỹ phẩm với 24. Màu son đặc sắc cùng với chỉ kẻ môi, son dưỡng, son bóng. Những thỏi son với phần vỏ. Được chế tác vô cùng tinh tế bằng kỹ thuật sơn. Mài làm nức lòng người hâm mộ cùng những gam, màu của riêng nhà SMS Và dĩ nhiên, một thương hiệu phụ kiện đình đám như Hermes cũng không thể thiếu những món phụ kiện. Được đo ni đóng giày dành cho những thỏi son tuyệt đẹp của mình. Không chỉ có công dụng. Để đựng son mà những món phụ kiện độc đáo này còn tạo những điểm nhấn thú vị cho trang phục của những tín đồ thời trang thức thời cùng chiêm ngưỡng những thiết kế vỏ đựng son vô cùng ấn tượng từ các thương hiệu lớn như Hermes Gucci hay Prada cũng như tham khảo giá bán của các món phụ kiện xa xỉ này nhé bạn thấy thế nào về điều này hãy bình luận dưới video nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại